Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm 2020, tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, làm gián đoạn thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nguồn cung phục vụ cho sản xuất, trong khi nhiều hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống bằng hình thức trực tiếp ở trong nước và quốc tế đều phải hủy hoặc hoãn lại. Trước tình hình này, đòi hỏi công tác xúc tiến thương mại phải thay đổi hình thức, nâng cao hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng có hiệu quả các cơ hội mà hội nhập quốc tế mang lại. Đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới và các mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp và đồng hành cùng hệ thống xúc tiến thương mại địa phương, nhanh chóng đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng môi trường số bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống. Chủ động, tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm, kết hợp với các địa phương trong cả nước, tổ chức kết nối cung cầu với sự lồng ghép giữa chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại với chương trình khuyến công, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình phát triển thương mại miền núi hải đảo, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP để kích cầu tiêu dùng nội địa. Các cái hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống mà hiện nay chúng ta đang thực hiện và cũng đã thực hiện từ trước đến nay thì đang gặp phải những khó khăn do cái dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy là Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ, trong đó đầu mối là Cục Xúc tiến Thương mại, là thay đổi cái phương thức các hoạt động về xúc tiến thương mại. Ngoài cái việc chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành các cái hoạt động về xúc tiến thương mại trực tiếp nhưng còn mở rộng rất nhiều các hoạt động và trực tuyến, online và kết nối với không những là các thị trường ở gần chúng ta như là Trung Quốc rồi các nước Đông Nam Á mà còn ở các cái địa bàn thị trường mà truyền thống và có nhiều rất nhiều tiềm năng như là EU, Hoa Kỳ rồi là các nước châu Mỹ và kể cả những cái vùng xa xôi như là châu Phi. Và chính vì vậy là ngoài cái việc là khắc phục được những khó khăn trong cái bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, nhưng đây cũng là cái việc là thay đổi cái phương thức hoạt động xúc tiến thương mại để giúp cho cái hoạt động xúc tiến thương mại có được cái hiệu quả tốt hơn mà hỗ trợ được cho các doanh nghiệp cũng như là các nhà sản xuất, người nông dân tốt hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm của mình, không những là xuất khẩu mà còn tiêu thụ sản phẩm ngay ở tại Việt Nam cũng như ở các cái thị trường nội địa. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống như hội nghị, hội thảo, giao thương, hội chợ triển lãm bị hủy hoặc hoãn thời gian thực hiện. Trước tình hình đó, Cục Xúc tiến Thương mại đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động xúc tiến thương mại như tăng cường ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong hoạt động, phối hợp với Trung tâm Thương mại Thế giới ITC, Amazon và Alibaba đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua nền tảng công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng của những doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu, phối hợp và trực tiếp triển khai tổ chức hàng trăm buổi giao thương trực tuyến giữa các nhà mua hàng nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam. Đã có hàng ngàn doanh nghiệp hưởng lợi từ hoạt động này. Mọi khi thì chúng ta thường là tổ chức hội chợ, chúng ta thường là tổ chức các hội nghị mua hàng ở trong nước không. Thế rồi thì thậm chí là chúng ta tổ chức các đoàn đi ra nước ngoài để chào bán sản phẩm xuất khẩu của chúng ta. Thông qua cái phương thức xúc tiến thương mại mới này thì là các nhà xuất khẩu của Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Cà Mau có thể là ngồi ngay tại Cà Mau mà vẫn tiếp xúc được với lại các nhà nhập khẩu nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến và họ ấy có những cái phiên kết nối giao thương dưới sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại. Thì tôi cho rằng là trong thời gian tới cái hình thức này sẽ được là Bộ Công Thương quan tâm giao cho Cục Xúc tiến Thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương ở các tỉnh miền Tây, miền Nam nói riêng mà cả nước nói chung. Riêng đối với khu vực phía Nam, trong 11 tháng của năm 2020, mới chỉ khoảng hơn 400 chương trình xúc tiến thương mại truyền thống được tổ chức, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, thay vào đó, các hoạt động xúc tiến thương mại đã nhanh chóng chuyển sang tập trung vào giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài. Trong 11 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt khoảng 489 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước và ước tính cả năm là 527 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 267 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 1% so với năm 2019. Trong bối cảnh hầu hết các nước trên thế giới tăng trưởng âm,
thì với mức tăng trưởng xuất khẩu 1% của Việt Nam là rất đáng ghi nhận, được cộng đồng kinh tế quốc tế đánh giá cao. Kết quả trên cho thấy tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, của chính phủ và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cả sự đóng góp quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại. Cái hoạt động xuất khẩu trong năm 20 thì cũng phải nói là mới ban đầu thì tụi tôi là đài ra cái kế hoạch cũng khá là cao, khoảng 1.2 tỷ USD cho năm. Thì qua cái hai cái đợt cái dịch Covid đó thì thấy nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà trong cái việc mà khó thì không có đi sức trực tiếp rồi này nọ được thì cũng thông qua cái hình thức là thương mại điện tử rồi chứ không là thì cũng phải nói là đến nay thì rất là khả quan. Thì đến nay thì tụi tôi đạt khoảng hơn 1 tỷ thì đô la thì nó đạt cũng khoảng trên 85%. Trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid thì An Giang cũng như cả nước đều các hoạt động xúc tiến thương mại đều có những hạn chế nhất định. Trong tình hình đó thì Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư cũng đã chủ động tham mưu cùng Ủy ban dân tỉnh An Giang và phối hợp với các sở ngành tỉnh trong việc xúc tiến đưa hàng hóa của các doanh nghiệp đến với người tiêu dùng thông qua các hội nghị trực tuyến của khu vực, và chúng tôi cũng đã có chương trình phối hợp với câu lạc bộ Mekong BC của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là các trung tâm xúc tiến thương mại, cùng phối hợp để quảng bá các hàng hóa trong tỉnh của nhau thông qua các kênh truyền hình, báo đài. Thì chúng tôi cũng quảng bá với cái thương hiệu và chủ động cung cấp thông tin của các doanh nghiệp An Giang cho các đối tác đầu tư trong ngoài nước, như là tham gia vào các hội nghị xúc tiến do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức trong thời gian vừa qua. Mới đây, tại hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam 2020 được tổ chức tại tỉnh Cà Mau, đại diện các đơn vị tham dự đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp để hoạt động xúc tiến thương mại mang lại hiệu quả cao và phù hợp với tình hình mới, chủ yếu tập trung các vấn đề như tăng cường và phát huy ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại thông qua giao thương trực tuyến, hội chợ và hội thảo trực tuyến, tăng cường hoạt động kết nối cung cầu giữa các địa phương nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kết nối doanh nghiệp sản xuất với các nhà bán lẻ, kênh siêu thị và nhà xuất khẩu, tăng cường công tác thông tin dự báo thị trường nhằm hỗ trợ định hướng sản xuất kinh doanh cho người dân và cho doanh nghiệp, xây dựng cơ cấu tổ chức thống nhất và mô hình hoạt động hiệu quả các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương. Việc kết nối hoạt động giữa các trung tâm với Cục Xúc tiến Thương mại và giữa các trung tâm với nhau. Với cái sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, với cái sự hướng dẫn của các cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Xúc tiến Thương mại, thì các cái tỉnh thành trên phạm vi cả nước đã có rất là nhiều các cái đổi mới trong công tác xúc tiến thương mại, và cái hiệu quả đã làm thay đổi rất là rõ rệt. Đối với tỉnh Cà Mau, mặc dù các cái biện pháp xúc tiến thương mại mới như là các cái biện pháp trực tuyến thì Cà Mau chưa có tổ chức nhiều, nhưng mà qua cái sự kiện này thì tỉnh Cà Mau cũng đúc rút được nhiều cái kinh nghiệm, và thông qua đó chúng tôi sẽ là cái cơ sở, là nền tảng để cho các cái cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau, rồi các cái hiệp hội ngành hàng của tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục các cái biện pháp xúc tiến này trong thời gian tới. Năm 2020, xuất khẩu vẫn là điểm sáng kinh tế, trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, phương thức xúc tiến thương mại cần tiếp tục đổi mới theo hướng ngày càng hiệu quả và phù hợp với tình hình mới. Bộ Công Thương và đơn vị có liên quan sẽ phối hợp với các bộ, ngành thực hiện triển khai, đồng hành cùng địa phương trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần đạt mục tiêu kinh tế, xã hội của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.